Mến chào quý vị các bạn, hôm nay Line Travel xin cập nhật cái tình hình dự án của siêu phẩm Bell Reway Nha Trang này quý vị. Đây là những hình ảnh mới nhất của cái siêu phẩm Bell Reway trên đường Trần Phú. Chỗ này là nó gần cái siêu phẩm này là nó gần ngay chỗ tòa nhà Havana này. Đó, Havana Club nè, nằm trên con đường Trần Phú gần chỗ Havana Club, gần cà phê bốn mùa rồi nè. Mấy đây là công viên. Đó, công viên rồi ngoài kia là biển. Biển mấy ngày này rất là trong xanh, gió mát. Còn ở kia thì xa kia là ngay chỗ ngã ba đường Lê Thánh Tôn với đường Trần Phú, gần chỗ Nha Trang Luxury Hotel nè, Nha Trang Luxury Hotel 4 sao nè. Rồi từ xa kia là hai căn rất là đẳng cấp, đó là căn AB Central Square nè, hình chiếc du thuyền nè, rồi Panorama đó. Khu vực đây là còn là những căn view biển vị trí kim cương không à. Rồi bây giờ cái Bell Reway này nó lên nữa là cũng là một vị trí kim cương luôn, vị trí view biển luôn, vị trí mặt tiền đường Trần Phú, siêu phẩm á vậy đó. Siêu phẩm, nó cái dự án này hình như nó là hai cái tòa tháp đôi cao 40 tầng, không quý vị thấy nó kéo dài không, kéo dài từ gần bên cạnh chỗ tòa nhà Havana kìa đó, ra tới gần ngay chỗ cái tòa Nha Trang Luxury Hotel luôn này. Nó rất là dài, nó kéo dài trên đường Trần Phú này nè, dọc đường Trần Phú luôn. Cho nên nó hai tòa tháp đôi cũng đúng, hai cái tháp đôi 40 tầng, siêu phẩm. Đó, đây vị trí là view biển luôn nè, rất là đẹp luôn, mát mẻ luôn. Chỗ này nó mà lên một phát là coi như là rất là đẹp. Đấy thì Lion Travel review những cái hình ảnh tiến độ mới nhất cho quý vị xem. Thì nó mới lên, mới xong được hình tầng thương mại nè. Thì nó cũng chưa có lên thay đổi gì nhiều so với đợt trước Lion Travel chia sẻ cho quý vị. Trông cho nó mau mau nó lên, cho nó đẹp. Ở chỗ Lý Tự Trọng với đường Bạch, đường Trần Hưng Đạo cũng có căn Gold Coast hai tòa tháp đôi cũng rất là đẹp quý vị. Bây giờ đây nữa, hai tòa tháp đôi nữa thì quá đẹp luôn. Thì cái dự án này nó là cái khu phức hợp thương mại, khách sạn, căn hộ du lịch đó. Bell Reway Nha Trang, chủ đầu tư là cái công ty trách nhiệm hữu hạn miền nhiệt đới Nha Trang. Rồi tư vấn và quản lý dự án đó là công ty trách nhiệm hữu hạn châu Á Thái Bình Dương. Rồi tư vấn giám sát đó là công ty Core Asia. Rồi tổng thi công, tổng thầu thi công đó là công ty cổ phần xây dựng Central. Đó này. Đó, có cái biển Central để nè. Khu phức hợp thương mại, khách sạn, căn hộ du lịch. Thì chỗ này khách sạn, căn hộ du lịch, rồi trung tâm thương mại thì nằm ở dưới đây, chắc chắn là ở dưới là trung tâm thương mại rồi. Vị trí của nó là 40 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang nha quý vị. Vị trí rất đẹp, kim cương. Bởi vậy vì sao gọi nó là siêu phẩm, vị trí quá đẹp mà hai tòa tháp đôi lên cao 40 tầng nữa chứ. Chắc chắn nếu nó lên đây là nó cao cũng tương đương với thằng Havana này, tòa nhà Havana này. Đó. Mấy ngày nay ảnh hưởng dịch cho nên là du lịch ở Nha Trang cũng vắng vẻ vậy. Xe cộ, người dân cũng hạn chế ra đường nên vắng. Đây con đường Trần Phú đây vắng hơn không? Đó. Các cái club rồi là cũng đóng cửa hết rồi. Một số địa điểm du lịch không cần thiết cũng đóng cửa hết rồi. Nó cũng vắng vẻ hẳn rồi. Vỉa hè bây giờ trên đường vỉa hè là không còn thấy khách du lịch đi nữa.
những hình ảnh này thật là rất là buồn. Lúc trước là đi ra mấy cái đoạn này, vỉa hè này á, là trời ơi, khách Trung Quốc hả? Khách Trung Quốc đặc biệt của mấy, họ đi mấy bên kia đó vậy. Ồ, thấy là đi cứ dọc vỉa hè là đông nghẹt luôn. Rồi khách Tây nay không còn thấy nữa đó. Bây giờ thì khách Tây có một số thì họ vẫn tắm biển ở ngoài biển này vậy. Hiện tại giờ biển buổi chiều rất là mát rồi. Rồi thì vừa rồi Lai Chamo có chia sẻ cho quý vị cái tình hình tiến độ dự án siêu phẩm Bellevue của Nha Trang. Nói chung là ảnh hưởng dịch cho nên là công trình cũng thi công chậm chứ không có nhanh quý vị. Nó chỉ mới lên được ở tầng thương mại thôi. Thì vài bữa nữa nó lên nữa thì Lai Chamo sẽ cập nhật tiếp cho quý vị xem nha. Và cũng rất là mong chờ để mà nó lên nó hình thành. Đó, chắc là rất là đẹp. Rất là tuyệt vời đây. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem video nha. Chào quý vị.